Có người thường hay nghĩ rằng đóng góp tiền của là làm việc thiện. Thật ra thì có khi đóng góp tiền của chưa chắc đã thực sự giúp được người khác đâu. Rất có thể chỉ là tạo cơ hội cho người khác sinh khởi lòng tham lam, dục vọng. Ví dụ như bây giờ có một số người mượn danh nghĩa cúng Phật, cúng Tam Bảo, lừa gạt tiền của ở ngoài đời. Thậm chí có người giả trang làm ăn xin vì muốn ăn không một rồi. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Nguyên nhân là tại vì có một số người cho rằng đóng góp tiền của là làm việc thiện ha. Cho nên một số người xấu đã lợi dụng tâm lý này để lừa gạt người khác. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng đồng tiền cho những người thật sự cần giúp đỡ, mà không bị người khác lợi dụng lòng thiện của mình. Cũng có một số người sau khi giúp đỡ người khác lại muốn khoe khoang danh tiếng của mình. Họ mong là tất cả mọi người trên thế gian đều biết được việc làm thiện và khen ngợi mình vậy. Thậm chí có người làm việc thiện để mong sau này có được những lợi ích và phước báo lớn hơn. Những cách làm này đều không thể gọi là chân thiện. Nói cho cùng thì hành thiện không kể hình thức mà ở một tấm lòng. Một tấm lòng là gì đó? Một tấm lòng là như thế nào hả sư phụ? Hành thiện là phải không có tâm phân biệt. Tâm phân biệt hả? Tâm phân biệt là như thế nào hả sư phụ? Vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ cần một lòng muốn giúp đỡ người khác, chỉ cần cái tâm này đã đủ làm viên mãn rồi. Nếu như kèm theo lòng ích kỷ hay là vọng niệm gì đó, ví dụ làm một việc cứ hỏi ta được phước báo gì, nếu làm không được thì trên cuốn sổ công quá cách của mình không phải thiếu mất một vòng tròn sao?